thực hư chuyện Thảo Nhi Lê khai danh chiều cao để đi thi Hoa hậu. Một bộ phận netizen đã cho rằng Lê Thảo Nhi đã khai danh chiều cao thực tế để tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Trước khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê đã gần như có tất cả trong tay. Nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng, sự ủng hộ của netizen và cả khả năng nói nhiều ngoại ngữ. Tuy nhiên, cô lại có một khuyết điểm, đó chính là chiều cao hạn chế. Với chiều cao 1m68, đây được coi là một trong những trở ngại lớn nhất của Thảo Nhi Lê trên con đường chạm đến vương miện cuộc thi. Mới đây, một ý kiến đã cho rằng Lê Thảo Nhi đã khai gian chiều cao thực của mình. Tài khoản này đã đưa ra hai bức hình, trong đó có hình nữ rít kích đứng cùng máy nói Hoàng Yến. Khi đứng cùng với thí sinh thấp nhất cuộc thi, chiều cao của Lê Thảo Nhi cũng không chênh lệch quá nhiều. Ngoài ra, cô còn trông thấp hơn hẳn các thí sinh khác trong một bức ảnh sánh vai cùng nhau. Người tố đã khẳng định rằng Lê Thảo Nhi đã không trung thực trong việc khai chiều cao của mình và cô chỉ thực sự cao 1m62 đến 1m63 mà thôi. Ngay lập tức, ý kiến của người này đã bị cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp phản bác. Với bức ảnh Thảo Nhi Lê chụp cùng Hoàng Yến, có thể thấy khoảng cách vai của cô cao hơn hẳn Hoàng Yến, nên việc hai người trông như cao bằng nhau có thể là do giày cao gót hoặc do góc chụp. Cuộc thi nào cũng sẽ có một bộ phận nhân trắc học để đo chiều cao của các thí sinh. Nên Lê Thảo Nhi khai gian chiều cao là điều không thể. Không thể phủ nhận, Lê Thảo Nhi là một trong những nhân tố nhận được nhiều sự chú ý nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Trước đó, Thảo Nhi Lê được biết đến là nhan sắc duy nhất của Việt Nam lọt vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Scandal. Chính vì thế, cô nhận được rất nhiều sự ủng hộ khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Nhưng cũng vì sự nổi tiếng này mà Thảo Nhi Lê đã mang về cho mình không ít anti-fan sẵn sàng dìm cô mỗi khi có cơ hội.